Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Nhân viên cảnh sát của San Francisco bị buộc tội bạo lực gia đình, giam giữ trái phép. Các công tố viên mới đây đã buộc tội một cảnh sát San Francisco với nhiều tội danh, bao gồm có bạo lực gia đình, giam giữ trái với luật và theo dõi bạn gái cũ. Jonathan Espiritu, 49 tuổi, không nhận tội và phủ nhận mọi cáo buộc. Ngoài ra, công tố viên quận hạt Brooke Jenkins cho biết, văn phòng của bà còn buộc tội Espiritu với các tội tấn công có khả năng gây thương tích nặng, một tội rình dập và một tội ngăn cản nhân chứng. Trong một tuyên bố, bà Jenkins cảm ơn người phụ nữ đã trình báo và sẽ buộc Espiritu phải chịu trách nhiệm. Sở cảnh sát xác nhận rằng Espiritu đã bị bắt và đang bị giam ở nhà tù quận hạt Morin. Theo hồ sơ tòa án, Espiritu và người phụ nữ đã có mối quan hệ hẹn hò. Tuy nhiên nhiều lần người phụ nữ đã cố gắng chấm dứt khi anh ta trở nên quá chiếm hữu. Người phụ nữ cáo buộc rằng Espiritu đã cố gắng bóp cổ cô vào ngày 14 tháng 8 năm ngoái tại nhà riêng của mình khi cô cố gắng chấm dứt mối quan hệ tấn công cô ở tại nơi làm việc vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, tát cô vào xe hơi, ở trong xe hơi vào ngày 7 tháng 3 năm nay và sau đó thì đe dọa là sẽ tự sát nếu như cô ấy báo cáo anh ta với cơ quan thực thi pháp luật cô đã quyết định trình báo hành vi ngược đãi khi tìm thấy thiết bị theo dõi trên xe của mình. Cảnh sát San Francisco đã bắt giữ Espiru ngay sau đó. Ngày ra tòa tiếp theo của người này sẽ là ngày 19 tháng 4. Văn phòng công tố của quận hạt đã chuyển sang giam giữ anh ta để chờ xét xử vì nguy cơ an toàn công cộng mà anh ta gây ra. Tòa án đã chấp nhận đề nghị giam giữ không thành kiến và sẽ không nhận tiền bảo lãnh vào thời điểm này. Số ca tử vong do giao thông ở San Jose tăng lên trong đầu năm 2024. Số người tử vong do tai nạn giao thông ở San Jose đã tăng lên 13 người trong mấy tháng đầu năm nay. Sở Cảnh sát San Jose cho biết nạn nhân gần đây nhất qua đời vào ngày 1 tháng 4. Theo Sở Cảnh sát San Jose, nạn nhân đang lái chiếc xe bán tải Toyota Tacoma vào đêm 7 tháng 1 thì vượt đèn đỏ và đâm vào chiếc Buick Renderville trên đường Mackie. Theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát San Jose, chiếc xe bán tải đã lao vào dòng xe cộ đang chạy tới và đâm vào một cái cây bên đường, Berryessa. Tài xế Buick bị thương nhẹ và tài xế Toyota bị thương nặng. Nhiều vụ va chạm giao thông chết người đã xảy ra ở San Jose trong những năm gần đây. Năm 2023, có 49 trường hợp tử vong do giao thông, trong đó có 27 người đi bộ tử vong. Chỉ 4 tháng tính đến năm 2024, hơn chục nạn nhân đã thiệt mạng vì tai nạn trên đường bộ San Jose. Mới tuần trước, một chiếc SUV GMC đang đi về hướng Nam trên đường Monterey thì tông vào một phụ nữ đi bộ trên lối băng qua đường. Người lái xe ở lại hiện trường và người đi bộ đã tử vong. Tại đường Number 13 và tuyến East Santa Clara, người đàn ông đang lái chiếc Lexus quẹo vào phố East Santa Clara thì tông vào một người đi xe đạp. Người lái xe vẫn ở lại hiện trường và hợp tác điều tra, nhưng người đàn ông đi xe đạp cũng đã chết do vết thương trong vụ va chạm quá nặng. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. California có thể sẽ cắt giảm ngân sách chương trình tạo việc làm. California đang cân nhắc về việc cắt giảm ngân sách của CalWORKS, chương trình trợ cấp cho rất nhiều gia đình và tạo ra những chương trình về việc làm cho cư dân. Theo CalMatters, CalWORKS giúp đỡ cư dân bằng cách trợ cấp tiền mặt, cung cấp chỗ ở truyền tiếp, tư vấn cho nhiều gia đình gặp những vấn đề như là bạo hành gia đình, nghiện ngập và đang có nguy cơ lâm vào cảnh vô gia cư. Tuy nhiên, tiểu bang đang thiếu hụt ngân sách từ 38 đến 3, 73 tỷ Mỹ Kim. Thống đốc Newsom vừa đề nghị cắt giảm những chi phí được dùng cho những chương trình giúp gia đình ổn định và một chương trình xác của CalWorks tạo ra việc làm cho những người có thu nhập thấp. Chương trình tạo việc làm giúp đỡ khoảng 8.000 người mỗi tháng. Hiện nay có tổng cộng 354.000 gia đình, với hơn 659.000 trẻ em nhận được phúc lợi từ CalWorks mỗi năm. CalWorks có ngân sách là 7 tỷ Mỹ Kim, và nếu cắt giảm, thì Thống đốc Newsom phải cắt bớt những phần còn lại trong ngân sách của năm nay là 55 triệu của chương trình ổn định gia đình và 134 triệu của chương trình tái tạo việc làm. Điều đó đang làm cho nhiều nhà lập pháp của tiểu bang phản đối. Dân biểu Corey Jackson, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Con người của Hạ viện, tổ chức một buổi họp để cho biết rõ ràng bao nhiêu người sẽ gặp nguy hiểm bởi vì những cắt giảm đó. Ông nói với Karl Mader rằng ông phản đối hầu hết những cắt giảm mà Thống đốc Newsom đề nghị và đang tìm những cách khác. Ông cho biết là Coworks là một trong những chương trình quan trọng nhất của tiểu bang.